liên quan đến cái nguồn lực để phục vụ cho cái chính sách tăng lương tối thiểu từ 1 tháng 7 sắp tới, thì thưa với các đồng chí là cũng tại cái cuộc họp báo chính phủ ở như thế này thì cách đây chắc là khoảng hơn nửa năm thì tôi cũng đã được trả lời một phóng viên hỏi về cái nội dung này, thì tôi cũng đã báo cáo với các đồng chí là Bộ Tài chính đã đề xuất với chính phủ, đề xuất với Quốc hội bố trí đầy đủ cái nguồn lực để phục vụ cho cái việc thực hiện tăng lương từ 1 tháng 7. Đấy, thì báo cáo đồng chí, và tôi nhớ lúc đó là tôi đã trao đổi với các đồng chí là khoảng 60.000 tỷ đồng đấy, để cho 6 tháng cuối năm 2023. Nhưng đến bây giờ thì chuẩn xác lại thì nó khoảng độ 59.000 và hơn 59.000 tỷ đồng. Thì báo cáo với các đồng chí là với cái nhu cầu là vào khoảng 59.000 tỷ đồng thì chúng tôi đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là 12.000 tỷ đồng. Thế còn 47.000 tỷ đồng khác thì được bố trí từ cái nguồn tăng thu mà dành cho cải cách tiền lương, trong đó ngân sách địa phương là 27.000 tỷ đồng và ngân sách trung ương là 20.000 tỷ đồng. Thì thưa với các đồng chí là một lần nữa thì khẳng định với các đồng chí là chính phủ đã chủ động bố trí đầy đủ cái nguồn lực để phục vụ cho cái chính sách về tăng lương và tối thiểu và cải cách tiền lương cho cái 6 tháng cuối năm 2023 này.